Em quay video ngoại hình máy cho mình ạ. Tổng thể máy còn khá là đẹp ạ. Đây là mặt trước của máy, các cạnh của máy không có bị va đập hay là cần móp gì cả. Em test các phần mềm cơ bản cho mình ạ. Em test bàn phím ạ. Những phím này không có trên bàn phím nó sẽ không hiện ạ. Em test camera cho mình ạ. Đây là cam trước ạ. Cam sau đây ạ. Mic thu lại ạ. Hạt nêm Ajinon được sản xuất với công nghệ Nhật Bản và quá trình loa của máy ạ. Âm thanh của máy này khá là to và hay đấy ạ. Ngon nhân đôi cho muôn vàn món ngon thể chủ yêu thương của mẹ. Ajinon vị ngon nhân đôi vị yêu thương của mẹ. Con được học từ nhỏ và nghe đến thuộc lòng. Ổ cứng 1T bên em chia làm 3 ổ ạ. ID của máy ạ.